Thanh Điền và Khánh Huyền xin được chào Việt Trinh. Việt Trinh chào Khánh Huyền, chào Thanh Điền và xin kính chào quý vị khán giả của chương trình Thành phố hôm nay ạ. À, vừa rồi thì bộ phim Vợ của chồng tôi đang phát sóng và gây xôn xao dư luận trên kênh HTV9 thì đã thấy tin đồn là nữ đạo diễn Việt Trinh đã khăn gói sang Thái Lan để chuẩn bị tìm nam diễn viên chính cho bộ phim sắp tới khởi quay vào tháng 10. Bạn không muốn nghỉ ngơi hay sao? Hay bạn gấp rút quá vậy? Cũng chia sẻ với lại hai bạn là không phải là Việt Trinh không muốn nghỉ ngơi, nhưng mà đó là cái lòng đam mê nó thúc giục Việt Trinh, và Việt Trinh cũng không muốn mình có một cái ngày nghỉ nào vì cái ngày nghỉ nó nhiều quá nó trở mình trở thành vô dụng hay sao. Còn mỗi ngày Việt Trinh muốn làm vì cái lòng đam mê nghệ thuật. Huyền hiểu rồi, tức là bạn làm bù cho cái năm tháng mà bạn yên ắng quá lâu đấy nha. Chắc có thể. Thanh Điền thì nghe mọi người đồn rằng là bộ phim Trở Về Phần 3 sẽ hấp dẫn hơn hai phần trước. Trở Về Phần 3 là nó đúc kết từ hai phần Trở Về Phần 1 và Phần 2, và có nhiều cái kinh nghiệm về cái hai phần trước mình đã làm và nó chưa có tròn trịa, và phần 3 này Việt Trinh rất là có tham vọng là muốn hoàn thiện cho nó tốt hơn Trở Về 1 và Trở Về 2. Và cái câu chuyện này nó cũng khốc liệt hơn, nó không có nhẹ nhàng romantic như những cái phần đầu nữa, và nó nói về một cái đứa con rơi bị áp lực về tâm lý và sau đó bị một cái bệnh về tâm lý. Trở Về 3 thì Việt Trinh muốn kết hợp, Việt Trinh sẽ quay những cảnh, những cái cuộc sống đang rất sôi động ở Bangkok, Thái Lan, cuộc sống của người dân và những thanh niên Việt Nam qua bên đó sống, và có những thế hệ thứ ba. Trinh muốn đưa sâu về những người Việt Nam sống ở Thái Lan. Việt Trinh với chị Châu Thủ đi chọn cảnh ở thành phố Ayutthaya, là một thành phố cổ của Thái Lan, có nghĩa là có trước Bangkok. Khi mà bước đến thành phố Ayutthaya thì mình cảm giác rất là nhẹ nhàng, thanh thản và tâm linh, vì nó rất là yên bình và những cái di tích còn lại rất là đẹp. Kỳ này là Trở Về 3, mình muốn thổi một cái luồng gió mới vô, nó khác Trở Về 1, Trở Về 2. Có nghĩa là mình không đi sâu về cái cổ và cái chùa chiền nữa, nhưng mình kết hợp giữa cái sự linh thiêng của mỗi nước, cái tâm linh của mỗi nước, và bên cạnh đó một cái sức sống mới, đang những người trẻ đang sống như thế nào. Đó, đạo diễn Việt Trinh đang ấp ủ mà mình nghe kể là đã thấy hấp dẫn lắm rồi. Nói rất say mê. Đúng rồi, nói mà không ngừng luôn, hai người không có cơ mới hội nghe mà đã thấy hấp dẫn rồi đó. Và phải nói rằng là gia tài của nữ đạo diễn Việt Trinh hiện nay là cũng khá rồi này. Trở Về 1, Trở Về 2, sắp sửa là Trở Về 3 và Vợ Của Chồng Tôi nữa. Cộng thêm một số bộ phim nữa thì Huyền thấy rằng là khán giả trông chờ và rất là mong muốn được thấy Việt Trinh trong vai trò là đạo diễn. Tuy nhiên là có một số người lại tiếc nuối, gần đây lại không gặp bạn ở trên màn hình. Và với những người mà đang tha thiết muốn diễn viên Việt Trinh xuất hiện trở lại trên màn hình thì bạn nói thế nào đây? Thật ra thì bây giờ hiện tại cái lòng đam mê và thích làm đạo diễn nhiều hơn là diễn viên, hình như là nó cái sức nặng nó bên đây nặng hơn. Đang nặng hơn gần như là 80%. Và thì ngay cả khi mình làm diễn viên cũng vậy, mình bị ghép vô một cái dạng vai đó, có nghĩa là tới Việt Trinh là cứ phải những cái vai mà dịu dàng hay là chịu đựng, rồi bị ruồng bỏ, bị này kia. Nói chung là nó chính bản thân mình đóng nhiều quá, mình còn ngán nữa, nó chỉ khán giả người ta xem. Việt Trinh có xuất hiện lại đi nữa thì một cái vai nào đó nó đặc biệt và mình chưa bao giờ va chạm vào, chưa bao giờ mình nắm được. Nhưng mà đặc biệt khi làm đạo diễn thì có những cái cảm xúc rất là mới lạ, và nó làm cho mình giống như hồi nãy Khánh Huyền có chia sẻ là Trinh cảm thấy không có mỏi mệt là vậy á. Mình thích khi khám phá thì tự nhiên mình cũng thấy cái bộ não mình nó hoạt động nhiều hơn, và mình cảm thấy mình nhanh nhẹn hơn và tác phong của mình cũng khác hơn. Như làm diễn viên thì nó có một cái gì đó rất là hấp dẫn. Nhưng mình là đạo diễn mà, mình sẽ tạo ra một nhân vật cho mình nếu đúng như rồi. Mình muốn nó lạ. Thanh Điền thấy rằng là dễ lắm, giải quyết rất dễ dàng, là đúng chị rồi. Vừa làm đạo diễn vừa làm diễn viên cho bộ phim của chính chị luôn. Thật ra thì có một người bạn nói với Trinh là một cái sự thất bại lớn nhất đó là vừa viết kịch bản vừa làm đạo diễn mình làm diễn viên. Thật sự ra thì Việt Trinh thích chuyên tâm vào làm một cái việc nào đó thôi. Từ vì thứ nhất Việt Trinh còn quá mới, mình chưa đủ bản lĩnh để mà mình có thể vừa làm đạo diễn mà vừa làm diễn viên trong bộ phim đó được. Và mình rất muốn toàn tâm toàn ý mình dồn vào hết cái tác phẩm của mình. Và một cái yêu thích của Việt Trinh nữa là khi Việt Trinh được tạo hình cho những diễn viên đóng phim của mình, và mình thích nhìn họ diễn xuất và thích chăm chút cho họ. Chẳng hạn như là những cô nữ đóng với Việt Trinh là lúc nào cũng đẹp, có nghĩa là họ sẽ đẹp mọi lúc mọi nơi, nhưng mà đẹp trong nhân vật của họ, từ dáng đi tới nụ cười. Trước khi quay là mình sẽ định trang cho diễn viên. Việt Trinh thấy bây giờ hình như bỏ đi cái đó, chắc Khánh Huyền đóng phim cùng thời với Việt Trinh thì cũng biết rồi, hồi trước khi đóng phim mà đạo diễn rất là kỹ. Và tạo hình trước, quần áo cũng tạo trước toàn bộ. Khi ra hiện trường thì mình sẽ tự đó mình làm, mình định hình trước, định trang trước cho nhân vật.
cho những diễn viên đó, thí dụ như lúc mà giai đoạn này bạn nó sẽ như thế nào, giai đoạn kia như thế nào, và tóc tai sẽ thay đổi như thế nào, và tính cách từ dáng đi mình thay đổi như nào mình sẽ lên hết. Các diễn viên mới đầu làm với Việt Trinh thì họ cũng hơi khó chịu vì phải định trang mất 1-2 ngày, nhưng mà sau đó thì họ cảm thấy ra phim thì họ cảm thấy rất là vừa lòng. Và Thanh Điền rất tò mò là con đường nào đã mang chị đến với cái vị trí đạo diễn. Thật ra thì trong những năm mà Việt Trinh có em bé đó, thì Việt Trinh có một cái lời cầu nguyện là sẽ trong 3 năm đó sẽ cố gắng nuôi con, và mình sống cho chính bản thân mình, để mà mình cố gắng mình soi rọi lại mình, và mình có nghĩa là sau những cái cú sốc trong cuộc đời thì Việt Trinh muốn có một cái bước thay đổi, mà không phải thay đổi về hình dáng mà thay đổi về bên trong của mình. Thì trong những năm đó thì Việt Trinh rất là cố gắng để hoàn thiện bản thân mình. Mình muốn cân đối nó lại, và mình muốn mọi thứ nó đều phải nhẹ nhàng hơn. Tại vì chính bản thân mình là người tạo niềm vui hay là hạnh phúc hay là nỗi buồn cho mình, chứ chẳng nó tác động ở bên ngoài hết. Khi Trinh trở lại với nghề đó thì thật sự ra thì mới đầu cũng không có tính sẽ làm diễn viên hay làm đạo diễn gì cả. Mình chỉ trở lại để gặp bạn bè vui chơi thôi. Thì cái ngày đầu tiên đó thì Trinh gặp được chị Diễm My và bạn Kim Thoa là hai diễn viên cũng là thân Việt Trinh, thì hai người mới thuyết phục Việt Trinh là thôi đi một dự một cái event của một người bạn đi. Thì nói thật với Thanh Điền với lại Khánh Huyền, lúc đó Việt Trinh không biết mặc bộ đồ nào để đi hết, tại vì 3 năm trời không có mua sắm, không có gì hết, và tất cả đều lỗi thời hết. Cuối cùng hả, chị Diễm My á thì cho mượn cái này, Kim Thoa cho mượn cái kia. Điền biết khi mà Việt Trinh bước vô trong cái event đó, Việt Trinh trời ơi thấy một cái thế giới khác. Mình cảm thấy mình nhỏ bé mà mình bị lạc lõng giữa một cái thế, tại vì 3 năm rồi mọi thứ nó đều hiện đại lên, tất cả đều khác. 3 năm mọi người với động viên và kéo ra chụp hình, rồi từ từ đó một vài tuần sau từ từ Việt Trinh quen lại. Thì đến một hôm Việt Trinh gặp chị Châu Thổ, là cũng là một người bạn cùng làm, nhưng mà trước đó thì chị Châu Thổ với Việt Trinh có làm chung một cái phim là Duyên Trần Thoát Tục, là một cái phim về đạo Phật. Thì khi mà gặp chị Châu Thổ thì Việt Trinh mới nói là Việt Trinh muốn có một cái cơ hội để làm một bộ phim nó có một ý nghĩa nào đó nhất định, và khi người xem xong họ có thể họ chính thấy bản thân họ trong đó, hoặc là họ thấy những người bạn của họ trong đó, có thể là họ sẽ có một cái sự thay đổi nào đó trong cuộc sống của họ, là một bộ phim có ý nghĩa, có một cái thông điệp rõ ràng. Thì chị Châu Thổ mới nói ok, thì bây giờ mình cùng lên ý tưởng với nhau. Mọi người mới quyết định là làm rất là đời, nhưng mà khi xem xong thì họ sẽ thấy được cái luật nhân quả trong đó. Việt Trinh mới được chị Châu Thổ mới nói thôi bây giờ cố gắng làm đồng đạo diễn với lại nghệ sĩ ưu tú Quốc Thành. Thì mình cũng mừng, tại vì mình được một người đàn anh giúp đỡ mình. Nhưng đến khi mà đúng là cái gì nó cũng có một cái duyên hội tụ lại đó. Đến khi chuẩn bị tới ngày quay thì mẹ Quốc Thành mất, cho nên là anh phải lo hậu sự này kia. Rồi cuối cùng là chị Châu Thổ nói thôi thế thì em làm một mình đi chứ sao bây giờ. Mà lúc đó Việt Trinh rất là run, không dám nhận. Nhưng mà chị Châu Thổ nói không sao, chị sẽ hỗ trợ em. Bên cạnh đó là sẽ có những cái ekip, mình mời những người giỏi, chẳng hạn như thiết kế ánh sáng, phục trang, hóa trang, là toàn những người giỏi để họ hỗ trợ cho mình. Thì cuối cùng thì Việt Trinh sau những ngày đầu lạ lẫm và sau đó cố gắng từ từ vượt qua những thử thách lớn đó, thì đến ngày hôm nay thì Việt Trinh cũng chưa dám nhận mình là một đạo diễn nữa, mình là một đạo diễn tập sự thôi. Và cái người mà Việt Trinh nhớ ơn nhất đó là chị Châu Thổ, vì nếu không có cái sự mà liều lĩnh của chị thì sẽ không có Việt Trinh. Tuy nhiên là đến bây giờ thì Trinh, Huyền nghĩ là Trinh đã vững vàng rất là nhiều trong cái vai trò đạo diễn rồi. Và cũng có nghe nói là Trinh với vai trò đạo diễn thì cũng khó tính lắm đó. Hình như trong cái phim mà Vợ Của Chồng Tôi đó, là có lần Việt Trinh đã muốn thay diễn viên chính, nữ diễn viên chính, mặc dù lúc đó phim đã gần nửa rồi. Thật sự với Khánh Huyền là cái thế mạnh của Việt Trinh duy nhất đó là mình từng làm diễn viên, cho nên mình chăm chút về diễn xuất của diễn viên nó kỹ hơn. Cái đó cũng do một cái phần là bệnh nghề nghiệp nữa. Và Việt Trinh, tự vì mình là diễn viên cho nên là mình đọc kịch bản mình nhớ rất là nhanh. Mình nhớ thậm chí là đôi lúc ra hiện trường trên thuộc luôn cả thoại của tất cả diễn viên đóng chung, mình cũng quen rồi, mình nghề nghiệp rồi. Nhưng một cái nghiêm khắc nhất mà Việt Trinh muốn đó là Việt Trinh muốn các diễn viên đều tập trung và diễn bằng nhau. Có nghĩa là bây giờ phần lớn diễn viên không có học thuộc thoại. Và theo cái tiến độ là Huyền biết là họ cứ muốn một ngày một tập hay là nhập, thì bây giờ diễn viên họ thành thói quen là họ không học thuộc thoại kịp, có người nhắc thế là lỗ tai thì nghe nhắc, miệng thì nói, thì làm sao là nhân vật diễn được không tốt. Đúng. Cho nên là họ diễn chỉ được 50% những cái gì mà mình muốn thôi. Cho nên là khi mà qua đến đoàn phim của Việt Trinh thì bên chị Châu Thổ có một biên bản đầu tiên đó là diễn viên phải thuộc thoại, cam kết diễn viên phải thuộc thoại.
trong trong cái quá trình làm bộ phim Vợ Của Chồng Tôi thì cái vai của nhân vật nữ chính rất là quan trọng, và cái vai này đòi hỏi một diễn xuất rất là lớn. Thậm chí nếu như bây giờ Việt Trinh, ngay cả chị Diễm Hương đóng cũng sợ đóng không nổi cái vai này, thì vai quá nặng Khánh Huyền. Vai nặng lắm, cứ là biết chồng ngoại tình nhưng cổ cứ giấu bên trong, giấu cho đến mức mà cổ biết cổ bị ung thư máu rồi cổ phải phải giấu bên trong, rồi cổ phải hy sinh là cổ biết cái người tình sau này có thai rồi cổ mới kêu người tình đi về nhà, để cổ biết cổ chết đi rồi thì có người tình đó lo cho chồng cho con cổ. Thì những cái tâm lý nó cứ như vậy nè, lúc này lúc kia thay đổi rất là nhanh, mà cái đứa đúng là diễn viên chuyên nghiệp diễn không muốn chết nữa, nói chi mà một cái diễn viên mới. Thì thật sự lúc Việt Trinh đó là xuất thân là diễn viên, cho nên Việt Trinh rất hiểu được tâm tư của diễn viên trước khi mà có những cảnh quay quan trọng nào. Trinh cũng muốn họ ra phòng riêng, họ không có nói chuyện giao tiếp với ai hết để họ hoàn toàn họ nhập vào nhân vật. Chứ bây giờ có nhiều đoàn phim diễn viên đang tập trung khóc mà ngoài đây cứ cười ầm ầm ầm, chắc mọi người cũng chứng kiến. Thì nhiều khi diễn viên như vậy đó thì cái cảnh này rất là quan trọng đối với nhân vật, có nghĩa là cổ mang gà ác đến cho chồng. Thì bên trong á, trong phòng làm việc thì chồng lại đang nói chuyện với cô nhân tình, rồi chồng thì lại nói là vợ của anh không chia sẻ được với anh tất cả những cái câu thoại rất là đau. Thì cổ mới vùng cổ bỏ chạy đi về phòng và cổ nằm cổ khóc, sau đó cổ không chịu nổi, cổ không còn cách nào thì cổ mới mở hộp gà ác ra, cổ ăn một cách vô thức á, ăn xong rồi ói rồi khóc kiểu gì đó. Thì là nó rất khó đó. Rất là khó diễn, mà bạn nó cứ diễn nửa chừng là bị tuột cảm xúc, cứ đang vừa khóc ngồi bật dậy cầm con gà ăn là nó bị tuột cảm xúc. Cho nên khi Trinh đặt mình là một khán giả xem thì thậm chí có nhiều diễn viên diễn tốt tới mức độ là Trinh khóc, hoặc là mình đang diễn mà họ tuột mình cũng cảm nhận được. Coi như là rất là nhiều lần bạn ấy diễn không được cảnh đó vì Trinh biết là cảnh khó, bạn nó xin ngày khác quay. Nhưng mà Thanh Điền với Khánh Huyền cũng biết là trong cái bối cảnh đó mình không thể nào dời qua ngày khác được. Vì Trinh mới nói thôi bây giờ chị cho em nghỉ 5 tiếng đồng hồ, vì cô diễn viên đó là tụi Trinh phải dời lên trên lầu và dựng một cảnh khác để quay, để cho cổ được nghỉ ngơi, để mà tinh thần thoải mái. Tới 8 giờ tối mới xong thì tụi Trinh mới trở lại set up cái này là cũng được 7-8 tiếng đồng hồ rồi. Thì không biết cổ có chuyện gì của gia đình mình không biết, nhưng cuối cùng là cổ bị điện thoại. Có nghĩa là liên tục điện thoại và cãi với một ai đó mình không biết. Rồi cãi rồi khóc, rồi cãi rồi khóc, cuối cùng thì cổ không nhập tâm được nữa. Thì Trinh thì ngược lại, Trinh bị áp lực là nhà sản xuất không đồng ý quay lại đây lần thứ hai. Cho nên là chi phí đó nhiều. Thì dùng rất là nhiều chiêu. Thì cuối cùng thì mọi người mới chia sẻ là hồi trước là những người nghệ sĩ lớn giống như cô Thúy An chẳng hạn, như khóc không được thì dùng nghe cải lương hoặc là nghe nhạc hay là giả bộ nạt cái cho tự ái. Hoặc là anh Nguyệt Linh anh có kể là anh đóng với một cô diễn viên nữa, anh giả bộ nạt, anh nói sốc một cái cho cổ tức cổ khóc. Thì mình cũng nghĩ chắc mình dùng cái hạ kế này, biết không? Mình phải dùng cái hạ kế để biết đâu biết may sao, đúng không? Thì lúc đó là Trinh cũng nháy mắt với những người xung quanh rồi. Trinh mới nói thôi nếu mà diễn viên diễn tệ quá thôi mình nghỉ đi. Với bộ nó cái chữ tệ cho chị cổ bị sốc. Ai về đâu cổ vừa nghe tệ xong, tệ thì thôi bỏ luôn, không đóng nữa, bỏ luôn cái cổ bỏ đi luôn. Trinh thì trong những ngày đó mình cũng có suy nghĩ lại bản thân mình để ra mình không dùng cái hạ kế đó. Nhưng mà lúc đó làm như nó bị sức ép từ nhà sản xuất, rồi sức ép đủ thứ. Rồi anh em đoàn rất mệt, 12 giờ khuya rồi Khánh Huyền quay từ 6 giờ sáng tới 2 giờ khuya, anh em ánh sáng rồi mọi người khiêng đèn họ mệt mỏi, mình rất nhiều áp lực. Cuối cùng mình dùng cái hạ kế đó cuối cùng lại bị thất bại, mà lại có một cái chuyện buồn xảy ra giữa đạo diễn và diễn viên. Thì mình cũng rất là hối hận, và mình cũng nói với bạn là trong giây phút chị giận và chị có nói là chị sẽ không bao giờ hợp tác với em nữa, nhưng sau này em đã thấy cái lỗi của mình mà cũng đã thay đổi thì chị cũng xin lỗi là chị dùng cái kế đó, thật là lúc đó nó không đúng lúc. Cuối cùng thì hai chị em vẫn vui vẻ với nhau, mà sau đó bạn ấy lại thay đổi. Có thể do một mấy ngày trời đó bạn cũng soi rõ chính bản thân bạn ấy, thì bạn ấy thay đổi và sau này bạn ấy đóng rất tốt. Trước đây thì Thình cũng đã từng rất là hâm mộ qua từng vai diễn của Việt Trinh, nhưng mà khi nghe Việt Trinh là nhận một vai trò mới, đó là vai trò đạo diễn, thì lúc đầu Thình không tin về khả năng của Việt Trinh. Nhưng mà sau khi đó Thình làm việc với Việt Trinh á, thì Thình thấy rằng là cái sự đánh giá của mình bị sai. Khi mà làm Việt Trinh thật sự mình mới nói là Việt Trinh là một trong những đạo diễn mà mình cảm thấy là mình yên tâm nhất về ngoại hình và cả diễn xuất. Khi mời cô làm đạo diễn trong cái Trở Về Một thì thực sự ấy, tôi phải thiết kế một cái dàn bao dàn móng rất là vững với một cái dàn đó để hỗ trợ. Cô làm thì vẫn bộc lộ cái một diễn viên rất là nhiều, một diễn viên nổi tiếng ngồi ở ghế đạo diễn. Nhưng khi Trở Về Hai thì tôi ngạc nhiên, bởi vì cô thực sự đã khác hẳn với Trở Về Một. Và cái vừa rồi, cái Vợ Của Chồng Tôi thì thực sự cô khẳng định mình được rất là tốt trong vai trò đạo diễn. Thanh Điền muốn chị chia sẻ một chút về cái cảm giác của chị ở cái vai trò mới này. Con người của Việt Trinh có thay đổi nhiều so với trước đây không ở vai trò mới này?
Thật ra thì thay đổi rất là nhiều. Phim Trở Về Một thay đổi ít ít, Trở Về Hai thay đổi ít, bắt đầu tới vở của chồng tôi là thay đổi hầu như gần hết rồi. Bây giờ chắc thì như là vị Trinh chia sẻ là 80% là trong người mình nó có chất men vô cùng. Nhưng mà Trinh có khác những đạo diễn nữ khác một điểm duy nhất, đó là Trinh vẫn còn rất là điệu. Mặc dầu làm suốt ngày nhưng mà lúc nào mặt cũng phải xinh đẹp và hồng hào, chứ không cho mình một cái gương mặt tái nhợt tái mét. Tại vì thật sự thì mới đầu Việt Trinh cũng có một cái chuyện rất là vui là Việt Trinh cấm những anh em trong đoàn chụp hình Việt Trinh sau 3 giờ chiều. Yeah. Tại vì lúc đó nó hết tươi rồi, nó xuống sắc rồi. Hết tươi tỉnh mà sau 7 giờ chụp là bị phạt. Mình thấy rằng là có những đạo diễn á thì khi mà đi quay thì lúc nào cũng có một cái thùng bia kế bên. Đúng những rồi. Đạo diễn á thì lúc nào đi quay thì cũng phải có cà phê, món ăn. Nhưng mà nữ đạo diễn Việt Trinh lúc nào đi quay thì cái thùng make up, cái gương với cái thùng make up, Huyền thấy cái điều khác biệt đó cũng rất là hay. Bởi vì là Huyền biết là nếu như mà không có được cái chất tố chất điệu đó thì Việt Trinh cũng khó mà thế nào trải qua được những cái năm tháng mà làm việc rất là vất vả trong đoàn làm phim để mình vẫn giữ được mình là một Việt Trinh rất là đáng yêu và xinh đẹp trước con mắt mọi người. Bởi vì làm phim thì vất vả lắm, hại da lắm, nó hại da. Đúng rồi, và qua một bộ phim thì kể cả diễn viên kể cả đạo diễn đều xuống sắc hết. Thanh Điền thấy rằng là cũng có nhiều nghệ sĩ sau những cái thăng trầm của cuộc đời thì lui về ở ẩn và họ cũng ẩn luôn. Còn chị đó quay trở lại và nói vui một cái là quay trở lại và lợi hại hơn xưa. Bí quyết nào để chị có thể giữ được cái năng lượng với những cái niềm đam mê? Thật sự đến ngày hôm nay mỗi khi tối trước khi ngủ Trinh cũng hay soi rồi là chính mình là ngày hôm nay mình đã làm được gì, cái gì tốt cái gì xấu. Nếu những cái gì mà tốt mình cố gắng mình phát huy, còn cái gì mà xấu thì mình sẽ cố gắng mình gạt bỏ nó bớt đi. Chứ không là mình triệt tiêu hết được. Đúng rồi. Tại vì trong con người mình lúc nào nó cũng có cái mình vẫn là cái mình, tôi của mình, mình vẫn là mình. Tuy nhiên là trải qua thời gian thì mình lớn hơn, mình có kinh nghiệm hơn và mình cũng có được cái sự học hỏi nhiều. Như là Trinh hiện nay đã tự nhận thấy là mình cũng đã thay đổi rất là nhiều. Từ trong con người của mình, trong cuộc sống, đặc biệt là trong công việc, men hơn rất là nhiều. Mặc dù vẫn điệu, đúng không? Đúng rồi. Mặc dù vẫn điệu. Nhưng mà Huyền nghĩ rằng là cuộc sống xung quanh thì vẫn cởi mở, tất cả mọi người vẫn trông chờ Trinh trong nhiều những cái vai trò và đặc biệt là sắp tới nữa. Thì Trinh hãy cố gắng là có một cái vai diễn nào mà như Trinh mong muốn là thay đổi lột xác được Việt Trinh trước đây để cho khán giả lại được ngắm nhìn Trinh ở trên màn hình. Bởi vì là Trinh vẫn là một gương mặt mà mọi người rất là yêu mến. Việt Trinh cũng rất là cảm ơn chương trình đã tạo điều kiện cho Việt Trinh được giao lưu với lại quý vị khán giả. Nói chung là mọi thứ nó phải có nhân duyên mà. Đúng. Ngày hôm nay Việt Trinh thấy là một ngày rất là may mắn của mình được gặp một người đẹp và một người đẹp trai. Hy vọng rằng là chúng ta sẽ còn gặp lại nhau và sẽ chia sẻ nhiều hơn về những dự án nghệ thuật của chị trong tương lai. Một lần nữa cảm ơn chị với những chia sẻ rất là chân thành và rất là thú vị trong buổi nói chuyện ngày hôm nay. Cảm ơn.